dẫn độ về Việt Nam kẻ đầu não trong vụ khủng bố đẫm máu ở Đắk Lắk. Tám chùm cuối chăn dắt người an xin lọt vào tầm ngắm của công an thành phố Hồ Chí Minh. Tống tiền cán bộ địa chính ở Lâm Đồng, cặp vợ chồng lãnh bức án cay đắng tuổi xế chiều. Sáu kẻ phá hoại đàn châu hàng xóm, một đối tượng tiếc của quay lại lấy thịt lĩnh thêm án trộm cắp tài sản. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở tỉnh Đắk Lắk. Mới đây, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 17 tháng 10 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc dẫn độ đối tượng Y Quỳnh Bờ Đáp từ Thái Lan về Việt Nam. Tòa án hình sự Bangkok, Thái Lan đã mở phiên xử dẫn độ với đối tượng khủng bố Y Quỳnh Bờ Đáp trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk vào năm 2023. Theo đó, Y Quỳnh Bờ Đáp là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, chỉ đạo thực hiện vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù về tội khủng bố. Việc dẫn độ đối tượng Y Quynh Bơ Đáp về Việt Nam là phù hợp nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội bị xử lý trước pháp luật. Các cơ quan của Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2023, vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tù, thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng đã kết luận vụ tấn công khủng bố đã được các đối tượng ở bên ngoài chỉ đạo. Trong đó, Y Quynh Bơ Đáp, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố người thượng vì công lý, viết tắt MSFG, đã chỉ đạo chuẩn bị từ năm 2017, thông qua việc móc nối, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chỉ đạo thực hiện vụ tấn công. Tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án Y Quynh Bơ Đáp, 10 năm tù với tội danh khủng bố, và các cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bơ Đáp. Trước đó, năm 2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan, Tại đây, đối tượng này thành lập nhóm người thượng vì công lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vừa qua tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản trả lời báo Tiền Phong liên quan đến việc xử lý tình trạng trẻ em ăn xin tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5, đơn vị đã mở cao điểm phối hợp tăng cường công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống ngoài xã hội không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Trong đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an các đơn vị tập trung giả soát, xác minh xử lý các trường hợp nghi vấn hoạt động chăn dắt người ăn xin. Kết quả cơ quan chức năng đã lập danh sách quản lý 8 người thuộc diện nghi vấn chăn dắt và đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý đối tượng chăn dắt người ăn xin gặp nhiều khó khăn. Người chăn dắt ăn xin là người thân thậm chí là cha mẹ ruột của trẻ. Những người chăn dắt hướng dẫn trẻ người ăn xin giả dạng bán vé số, tam bông, bút bi, kẹo cao su để qua mặt lực lượng chức năng. Việc này khiến công tác củng cố hồ sơ, chứng cứ để cơ quan chức năng xử lý gặp khó, công an thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận. Để giải quyết triệt đề tình trạng trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên giả soát các địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống. Đó là nhà trọ ở khu vực quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Tân Bình, đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, cư xá Đường Sắt, phường 1, quận 3. Khi phát hiện số người nước ngoài sống lang thang an xin ở những khu vực trên, cơ quan chức năng sẽ đưa họ vào trung tâm hỗ trợ xã hội để quản lý trong thời gian chờ bàn giao cho cơ quan ngoại giao hoặc quyết định trục xuất với các trường hợp ăn xin là người nước ngoài, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh quản lý 143 người. Trong đó, xử phạt 83 người, trục xuất 37 người trên 16 tuổi và bàn giao 46 trẻ em dưới 16 tuổi cho phía bạn. Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy hầu hết người ăn xin lang thang có quốc tịch nước ngoài là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn, sống tại các địa phương giáp danh biên giới. Họ đã lợi dụng hiệp định chung về quy chế biên giới để dễ dàng nhập cảnh trở lại qua các cửa khẩu hoặc qua các đường tiểu ngạch vào Việt Nam, dù trước đó đã bị cơ quan chức năng Việt Nam trục xuất. Công tác thu dung các trường hợp người lang thang xin ăn được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành thực hiện. Tính từ khi mở cao điểm đến nay, công an các địa phương đã phối hợp tiến hành thu gom gần 1.000 trường hợp. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra lưu trú, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp tái phạm theo đúng quy định pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mới đây đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tử Cường, 58 tuổi, và bị cáo Nguyễn Thị Bích Phượng, 47 tuổi, cùng chú huyện Đức Trọng về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, gia đình ông Lê Văn Vang sở hữu 3 thửa đất gồm thửa 218 rộng 5.225m2 và 219 rộng 2.014m2 tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Vào tháng 6 năm 2018, ông Vang thỏa thuận bán thửa đất 219 và một thửa đất liền kề chưa được cấp sổ đỏ cho ông b BVT giá 400 triệu đồng. Khi xem đất, ông Vang cho ông T xem sổ đỏ của hai thửa đất 218 và 219 vì vậy ông Tê nghĩ ông Vang bán cho mình hai thửa đất này. Sau đó ông Tê và ông Vang đến nhờ ông Đoàn Ngọc đệ, cán bộ địa chính ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng đất. Nội dung hợp đồng thể hiện việc hộ gia đình ông Vang chuyển nhượng hai thửa đất 218, 219 cho ông Tê. Tuy nhiên do đất cấp theo diện hộ gia đình nhưng các thành viên trong gia đình không có mặt tại ủy ban nhân dân xã để ký nên ông Vang đề nghị ông đệ mang hợp đồng đến nhà để các thành viên trong gia đình ký. Khi đến nhà, ông Đại phát hiện hai người con của ông Vang đi làm ăn xa nên không thể hoàn thành thủ tục. Sau đó, ông Vang đề nghị cho thành viên khác trong gia đình ký thay và ông Đại đồng ý. Thủ tục hoàn thành, ông Tê giao cho ông Vang 400 triệu đồng và được ông Vang bàn giao giấy tờ thửa đất 219 và thửa đất không có sổ đỏ, còn thửa đất 218 gia đình ông Vang vẫn canh tác và sử dụng bình thường, không có ai tranh chấp. Một thời gian sau, ông Vang không thấy ông Tê trả lại sổ đỏ thửa đất 218 đã tách thửa nên đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh tìm hiểu. Tại đây, ông Vang được biết cả hai thửa đất trên đã sang tên cho ông Tê. Vì vậy, tháng 12 năm 2022, ông Vang đã nhờ ông Nguyễn Tự Cường giúp mình lấy lại thửa đất số 218. Nắm bắt thông tin, ông Cường đã xúi dục ông Vang kiện yêu cầu hủy hợp đồng. Đến tháng 6 năm 2023, ông Đệ đến nhà ông Cường và đề nghị rút lại đơn tố cáo. Tuy nhiên, ông Cường không rút đơn tố cáo mà chỉ làm đơn xin hoãn tố cáo gửi đến thanh tra huyện Đức Trọng. Sau khi biết nội dung kết luận của thanh tra huyện Đức Trọng, ông Cường đã gọi điện đe dọa sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo để làm mất danh dự và công việc của ông Đệ tại Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh. Sau đó, ông Cường ép ông Đệ phải đưa 2 tỷ đồng để rút đơn tố cáo và yêu cầu ông vang ký nhận lại đất. Do chưa có tiền, ông Cường yêu cầu ông Đệ đưa trước 500 triệu đồng, số tiền còn lại phải thanh toán trong tháng 7 bị tống tiền, ông Đệ đã đến công an huyện Đức Trọng trình báo. Đến tối ngày 13 tháng 7 năm 2023, khi ông Cường cùng vợ đến một quán cà phê ở thị trấn Liên Nghĩa nhận 500 triệu đồng từ ông Đệ thì công an huyện Đức Trọng bắt quả tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tự Cường 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Bích Phượng 7 năm tù cùng tội danh cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Plong, Con Tum đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi giết hai con trâu của người dân rồi xẻ lấy thịt. Các trường hợp bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Phạm Ngọc Vinh sinh năm 1984, A Thương sinh năm 2001, Đinh Văn Quý sinh năm 2004, A Lê sinh năm 2008, A Dương sinh năm 2010 và Đinh Văn Đắc sinh năm 1979 về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, anh A Lấu sinh năm 1988 trú tại thôn Con Du, xã Mang Cành, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, phát hiện đàn trâu của gia đình bị thiếu nên tổ chức tìm kiếm tại khu vực thôn Mang Cửy, Ngọc Tem, huyện Con Plong. Qua tìm kiếm, anh Lấu phát hiện có hai con trâu đã bị xẻ thịt nên trình báo công an xã Ngọc Tem. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, vượt thẩm quyền giải quyết, Công an xã Ngọc Tem đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Con Plong. Quá trình điều tra, Công an huyện Con Plong xác định hai con trâu bị giết là do Phạm Ngọc Vinh, A Thương, Đinh Văn Quý, A Lê và A Dương đã dùng đoạn cây lổ ô vót nhọn đâm chết, thiệt hại hơn 18 triệu đồng. Trong đó có một con trâu của anh A Lấu và một con trâu của bà Y Beng, người cùng địa phương. Sau khi giết hại Châu, các đối tượng bỏ nguyên lại hiện trường. Mặc dù không xẻ lấy thịt, không có mục đích chiếm đoạt, nhưng đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, bị can Đinh Văn Đắc đã lén lút quay lại hiện trường, bí mật đến xẻ thịt, chiếm đoạt số thịt có giá trị 7,6 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Con Plong đang điều tra mở rộng để xử lý theo quy định sáng ngày 17 tháng 10, ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pé, huyện Đắc Rây, Con Tum cho biết, nhận được tin từ người dân, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc và kịp thời ngăn chặn 313 cụ đóng tiền để làm bảng vinh danh người cao tuổi. Theo ông Nghĩa, tính riêng địa bàn xã có tổng cộng 323 cụ đăng ký làm thẻ hội viên người cao tuổi và chụp hình làm giấy vinh danh. Trong đó có 10 cụ đã nộp tiền từ 200 đến 1 triệu 500 nghìn đồng để lấy bảng vinh danh, ước tính tổng số tiền đã nộp là 6,1 triệu đồng. Ông Nghĩa nhấn mạnh, hội viên người cao tuổi trên địa bàn làm bảng vinh danh trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận về kích thước khung ảnh để thống nhất số tiền. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và không gây ảnh hưởng đến việc phải chi trả số tiền lớn của hội viên trên địa bàn, ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn và các hội viên chưa nộp tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi dừng ngay việc nộp tiền để lấy bảng vinh danh. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý nếu phát hiện sự việc tương tự, đồng thời có hình thức phù hợp thông tin ngay đến người dân biết, tránh bị dụ dỗ lợi dụng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh kiểm tra xác minh hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi tại địa phương trong thời gian qua, trên cơ sở đó xem xét xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Như đã đưa tin thời gian qua, nhiều người cao tuổi tại huyện Đắk Gray được công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi mời dự lễ kỷ niệm rồi phải bỏ tiền để được trao bảng vinh danh. Trước đó, ngày 20 tháng 9, nhiều người tại huyện Đắc Gray đăng tải thông tin bất bình trên mạng xã hội về việc bố mẹ của họ bị mời mua bảng vinh danh người cao tuổi với giá 600.000 đồng. Ủy ban nhân dân huyện Đắc Gray đã có văn bản thông báo đến những hội viên của hội người cao tuổi trên địa bàn đăng ký các hoạt động tri ân không nhận và không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi chuyển đến đồng thời không cho phép công ty trách nhiệm hữu hạng in ấn Anh Thi tiếp tục triển khai hoạt động tặng quà tri ân, làm sổ quản lý hội viên và vận động hội viên hội người cao tuổi chụp ảnh chân dung, làm thẻ hội viên, bảng vinh danh hội viên có thu tiền trên địa bàn. Công an tỉnh Thái Bình thông tin căn cứ kết quả điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Ngô Thị Hồng Vân, sinh năm 1976, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng may xuất khẩu Thanh Vân, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại điểm D khoản 2 điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xưởng may, kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạng may xuất khẩu Thanh Vân tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 1.230 chiếc áo và 950 chiếc quần gắn nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tổ chức giám định. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình xác định công ty Thanh Vân không có thỏa thuận hợp tác sử dụng nhãn hiệu, không ký kết hợp đồng sản xuất với công ty sở hữu nhãn hiệu. Mặc dù biết nhãn hiệu đó được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng nữ giám đốc vẫn mua nguyên vật liệu và chỉ đạo công nhân sản xuất số hàng hóa giả mạo trên với tổng giá trị trên 580 triệu đồng để bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, góp phần quan trọng trong bảo vệ quyền lợi, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nói riêng cả nước nói chung, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Ngày 17 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ Estar do bà Lâm Châu Đoan làm giám đốc. Ngoài ra, sở này cũng quyết định xử phạt các vi phạm tại cơ sở hành nghề này như cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh không xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Esta tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục mời Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ ESTA, ông P, bác sĩ NTL và ông TBL đến Thanh tra Sở Y tế làm việc, làm rõ việc cho thuê phòng mổ, việc hành nghề tại các cơ sở và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế quận 1, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định và Công an phường Tân Định quận 1 tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện thẩm mỹ Esta tại địa chỉ số 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1. Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25 tháng 6 năm 2024 với ngành nghề kinh doanh hoạt động của phòng khám đa khoa chuyên khoa, phòng khám thẩm mỹ xăm phun theo trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, cắt tóc, gội đầu. Tại địa chỉ này, Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện tòa nhà 9 tầng tại địa chỉ này có treo biển hiệu E-Star Athletic Hospital Co. Ltd. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Thẩm mỹ e hoạt động từ tầng 1 đến tầng 4. Tại tầng 2 có 2 máy laser, 1 máy nâng cơ, 2 máy giảm béo, Riêng tại tầng 4 có 2 phòng, mỗi phòng có 2 đèn phẫu thuật và 2 giường phẫu thuật. Điều đáng nói khi đoàn đến trình quyết định kiểm tra, nhân viên công ty liền tẩu tán các phiếu đăng ký dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng trước đó. Bà Lâm Châu Đoan, giám đốc công ty khẳng định công ty chưa thực hiện tiêm, trích, phẫu thuật thẩm mỹ và cũng không cho thuê phòng mổ. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra liên hệ qua điện thoại, khách hàng trong các phiếu đăng ký dịch vụ. Khách hàng cho biết đã thực hiện các dịch vụ tại đây ngày 9 tháng 10 năm 2024, gồm căng da mặt, căng chỉ vùng mặt, tiêm vùng ngực. Từ các tài liệu và bằng chứng, bà Lâm Châu Đoan đã thừa nhận ông PDH là người thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng trên tại cơ sở và xác nhận hình ảnh người trong trang Facebook quảng cáo cho thuê cơ sở thẩm mỹ năm sao là ông PDH. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang Facebook Bệnh viện Thẩm mỹ Estar có quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh với nội dung Công nghệ căng da xít cơ nội soi 8D trẻ hơn 15 tuổi. Nâng cơ trẻ hóa được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, chỉnh khuôn mặt, căng da toàn phần giấu sẹo chân tóc, thẩm mỹ tiểu công chúa. Trước đó, cũng tại địa chỉ này, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Estar Clinic do bà Lâm Châu Đoàn làm chủ hộ, được Ủy ban Nhân dân Quận 1 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 6 tháng 5 năm 2024, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay cơ sở vẫn chưa chấp hành đóng tiền phạt mặc dù thanh tra sở y tế đã nhắc nộp phạt 3 lần. Mới đây, theo thông tin trình báo khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, kẻ gian đã đột nhập một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất manh động. Theo đó, công an huyện Châu Đức đã tiến hành điều tra vụ đột nhập nhà người dân, phá két sắt để trộm cắp tài sản. Tại hiện trường có một lỗ hồng lớn nghi do các đối tượng trộm cắp tạo ra, một két sắt đã bị cạy mở. Chị HTTH 42 tuổi cho biết, khi cả gia đình đi làm buổi chiều, kẻ gian đã lợi dụng trời mưa lớn để đập phá từng nhà, sau đó đột nhập vào, đục phá két sắt lấy trộm lượng lớn tài sản. Theo trình báo, tài sản bị kẻ gian lấy mất gồm có khoảng 6 triệu đồng tiền mặt, một vòng cổ khoảng 2 chỉ vàng 24K hai vòng đeo tay mỗi cái khoảng 2 chỉ vàng 24K, một vòng đeo tay khoảng 2 chỉ vàng 18K, một nhẫn khoảng 2 chỉ vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trộm theo bị hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương thông tin đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Văn Đình Lương, 31 tuổi, giáo viên trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi theo điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo điều tra ban đầu, ông Lương là giáo viên phụ trách đội của trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Trong quá trình công tác, ông Lương đã có nhiều lần dâm ô nữ sinh tên T đang học tại trường Cụ thể ông Lương có hành vi sờ mó vào eo, ngực, bụng và vùng nhạy cảm của nữ sinh để thỏa mãn dục vọng cá nhân, không có ý định quan hệ tình dục với nữ sinh này. Theo đó, ông Lương đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự sau tố cáo của một số phụ huynh. Lý do là ông Lương có hành vi dâm ô với nữ sinh cấp 2, nơi ông này đang công tác. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi nêu trên có dấu hiệu tội dâm ô nên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiếp tục điều tra. Không chỉ vậy, nhiều tài khoản mạng xã hội được cho là của phụ huynh có con em học tại trường trung học cơ sở chia sẻ thông tin tố cáo thầy giáo này có hành vi xâm hại các nữ sinh. Nhiều người cho rằng bị can còn dụ dỗ các nữ học sinh đi hát karaoke dẫn đi nhà nghỉ gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Theo báo cáo của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện tại chỉ còn khoảng hơn 700.000 thuê bao 2G only. Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương và các nhà mạng để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G. Các nhà mạng triển khai thông tin tới người dùng qua các phương tiện thông tin đại chúng, gọi điện, nhắn tin SMS thông báo và hướng dẫn khách hàng đổi máy. Tại thời điểm tháng 1 năm 2024, các nhà mạng còn khoảng 18,2 triệu thuê bao 2G only. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng thúc đẩy nhanh quá trình tắt sóng 2G và hỗ trợ máy đầu cuối cho khách hàng, số lượng khách hàng chuyển sang 4G đã tăng rất mạnh. Đại diện Viettel cho biết, tính đến ngày 10 tháng 10, mạng Viettel chỉ còn khoảng 360.000 thuê bao 2G only. Theo đó, tập thuê bao còn lại đa số ở nông thôn, miền núi, vùng xa xôi, nơi khó khăn nhất. Đối tượng khách hàng thường là người lớn tuổi, những người ít có nhu cầu sử dụng. Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho hay, theo chính sách của các nhà mạng, nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ trong 2 tháng, nhà mạng sẽ khóa tài khoản và thu hồi số về kho. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đề xuất chính sách đặc biệt đối với thuê bao 2G còn lại để kéo dài thời gian. Đại diện Vinaphone chia sẻ Tính đến ngày 11 tháng 10, trên toàn mạng lưới VNPT chỉ còn khoảng 150.000 thuê bao 2G only. Thời gian qua, VNPT đã rất nỗ lực thực hiện chỉ đạo của cục viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tất cả thuê bao này sẽ được bảo lưu tài khoản sau thời điểm sau ngày 15 tháng 10 năm 2024. Vinaphone sẽ tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy điện thoại cho khách hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại các điểm của Vinaphone và đến trực tiếp tại nhà để khách hàng sử dụng dịch vụ như đổi SIM. Đại diện Mobifone cho biết, tính đến ngày 11 tháng 10, Mobifone chỉ còn 47.919 thuê bao 2G only. Nếu tính theo tiêu chí không sử dụng thiết bị 2G trong 30 ngày, ARPU dưới 5.000 đồng chỉ còn khoảng 20.000 thuê bao. Bên cạnh đó, Cục Viễn thông cũng đề nghị các nhà mạng có thể tính đến việc thu mua lại thiết bị 2G cũ như là một biện pháp để giúp thu gom và xử lý rác thải điện tử đúng quy trình. Tránh số lượng thiết bị đầu cuối bị vứt bỏ, tiêu hủy như rác thông thường hoặc sử dụng lại không đúng quy định. Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15 tháng 10 đến sáng 16 tháng 10, nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Cụ thể, vào thời gian trên, nhiều khu vực ở Yên Bái có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiều nơi đối diện nguy cơ sạt lở đất như thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình. Sáng 16 tháng 10, lượng mưa tại xã Lương Thịnh 208 mm, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đạt 199 mm, dẫn tới nước ngập, có nhiều điểm giao thông đứt gãy do sạt lở. Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, 38 hộ dân ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phải di rời người và tài sản để tránh ngập lụt. Mưa lớn cũng làm một số tuyến đường tại các xã Y Can, Yên Thành, Việt Hồng, Việt Cường, Hồng Ca của huyện Trấn Yên bị ngập, gây ách tắc cục bộ. Quốc lộ 37 bị sạt lở 3 điểm thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tại thành phố Yên Bái, các tuyến đường như Lê Văn Tám, Hoàng Hoa Thám, Ngô Sĩ Liên và một số khu vực trũng thấp cũng bị ngập úng cục bộ kéo dài. Sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương huy động lực lượng tại chỗ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hướng dẫn điều tiết giao thông. Ông Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nơi còn gần 70 hộ dân nguy cơ cao bị sạt lở cho biết, địa phương đã thực hiện cảnh báo đến nhân dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở cao và yêu cầu tuyệt đối không trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Đồng thời, phường cũng đã ra văn bản cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ để người dân chủ động phòng tránh phân công nhiệm vụ trực ban 24 trên 24 giờ để đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời và xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giải rác rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 80 mm trong 6 giờ. Theo ghi nhận, nhiều khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình, Nghệ An 60,4 mm, Hồ Đồng Chùa, Thanh Hóa 31,6 mm, Lộc Ngãi, Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An, Bình Định 82,2 mm, Gia Huynh 67 mm, Suối Kiết, Bình Thuận 41,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc tại nhiều huyện của năm tỉnh thành. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện Bá Thước, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Thường Xuân, tỉnh nghệ an gồm các huyện anh sơn con cuông quế phong quỳ châu quỳnh hợp tương dương tỉnh bình định gồm các huyện tây sơn vân canh tỉnh bình thuận gồm các huyện bắc bình đức linh hàm thuận bắc hàm thuận nam tánh linh tuy phong tỉnh lâm đồng gồm các huyện bảo lâm cát tiên đạo hoai đạ tẻ di linh đơn dương đức trọng lạc dương lâm hà và thành phố đà lạt Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc. Theo đơn tố cáo của hơn 40 người dân sống tại các quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đều cho biết đã bị một người tên TTNN, 25 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, lừa đảo bằng cách nhận hồ sơ đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Vợ chồng ông Mai Phú Tường, 48 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt và bà Thái Thị Ngọc Dung là một trong số những nạn nhân. Gia đình ông làm nông, cuộc sống chỉ đủ trang trải. Đầu năm 2024, thông qua người quen, vợ chồng ông đều biết đến nờ có thể đưa người đi lao động thời vụ 8 tháng ở Hàn Quốc với mức lương 1,7 đến 1,8 triệu đồng một ngày, tương đương với hơn 50 triệu đồng một tháng tin tưởng vào N do cô từng có chồng người Hàn Quốc và có kinh nghiệm mai mối kết hôn với người Hàn. Ông bà đã liên hệ để làm thủ tục. Ông Tường chia sẻ, N nói sẽ lo toàn bộ hồ sơ, yêu cầu đưa trước 50% số tiền trong tổng chi phí 42 triệu đồng một người và hứa trong vòng 4 đến 5 tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Chúng tôi tin tưởng và nộp tiền nhưng sau đó lại không thấy hồi âm. Sau khi đưa tiền, họ liên tục bị N viện cớ rớt visa mà không có cuộc phỏng vấn nào diễn ra. Khi vợ chồng ông Tường đòi lại tiền, nờ chỉ hứa hẹn và lần nữa không trả. Bà Trịnh Thị Kiều Nga, 41 tuổi cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc. Bà cho biết, tôi đang làm việc ở Đồng Nai với thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng một ngày, thấy nờ tuyển lao động ở Hàn Quốc với lương lên tới 40 đến 50 triệu đồng một tháng, tôi khăn gói về quê, vay 24 triệu đồng để nộp cho nờ làm hồ sơ. Ai ngờ giờ tiền mất mà vẫn phải trả lãi hàng tháng. Theo phản ánh của nhiều người dân, N đã công khai tuyển lao động thời vụ Hàn Quốc trên các mạng xã hội, thu hút rất đông người tham gia và nộp tiền. Dù vụ việc đã được trình báo lên cơ quan công an, N vẫn tiếp tục đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng, gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin cảnh báo tình trạng lừa đảo người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ diện visa E8. Làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo diện visa E8 là chương trình hợp tác trực tiếp giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Hàn Quốc trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa địa phương hai nước để tuyển chọn đưa người lao động cư trú tại địa phương sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Đến nay, cả nước đã có 17 địa phương đã ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E8 tại các địa phương triển khai chương trình này, việc tuyển chọn, làm hồ sơ, thủ tục và đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện. Để tránh bị lừa đảo, cục quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ visa E8 chỉ liên hệ trực tiếp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan. Cơ quan chức năng đang xác minh việc cô giáo bị tố có hành vi làm bị thương học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Theo đó, bà Võ Đào Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết, nhà trường đang chờ kết luận xác minh từ cơ quan chức năng mới có căn cứ để xử lý đối với việc nữ giáo viên của trường bị tố có hành vi đánh học sinh lớp 1 trong giờ học cũng theo bà hoa trước đó ngày 10 tháng 10 trong giờ học toán của lớp 1b cô giáo Võ Thị Tâm đã có hành vi dùng tay tác động vào lưng véo tai một học sinh nữ sau đó phần lưng của học sinh bị bầm tím vành tay trái có vết nứt đỏ buổi chiều cùng ngày khi học sinh về nhà phụ huynh đã phát hiện vết bầm tím ở lưng và vết nứt vành tay trái của con gái nên gọi điện cho cô giáo Tâm phản ánh sự việc. Đồng thời sáng hôm sau, phụ huynh đưa con gái đi kiểm tra sức khỏe và đến trường làm việc với ban giám hiệu cùng giáo viên Võ Thị Tâm. Nữ giáo viên Võ Thị Tâm đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời xin nhận lỗi trước phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường. Bà Hoa cho biết thêm, nhà trường đã báo cáo sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo thị xã Bỉm Sơn, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên học sinh. Từ thứ Hai ngày 14 tháng 10 vừa qua, học sinh này đã đi học và ăn bán chú bình thường. Quan điểm của nhà trường là không dung túng, bao che giáo viên có hành vi gây ra vết thương cho học sinh. Nhà trường đang chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý cô giáo Võ Thị Tâm. Về việc này, ông Lê Sĩ Tiến, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Bỉm Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc từ nhà trường báo cáo, ngay trong sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà trường tạm dừng công tác chủ nhiệm đối với cô giáo Võ Thị Tâm và điều chuyển giáo viên này sang làm công việc khác. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đang để chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan công an để báo cáo lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn và xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Theo thông tin mới nhất, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Triểu Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là PVM, 27 tuổi, chú thôn 2, con lập, con rẫy, con tung. Ngày 14 tháng 10, M đến thuê phòng tại nhà nghỉ TB, khu vực trước bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu. Sau đó M đi ra ngoài. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 10, M quay lại phòng cùng với chị IH, 23 tuổi, chú huyện Đắc Cơ Con Tùm. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 10, M rời khỏi nhà nghỉ, khi cảm thấy có biểu hiện nghi vấn chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra phòng hoảng hốt khi phát hiện chị h đã tử vong người này vội vàng báo công an sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã lập tức có mặt đồng thời tổ chức truy tìm m qua truy xét công an xác định pvm hiện đang ở công an xã đại hồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam đối tượng này có ý định uống thuốc diệt cỏ hiện m đang được công an tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm trước đó mạng xã hội xuất hiện hình ảnh màn cầu hôn của một cặp đôi ở đà nẵng sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi có thông tin sau màn cầu hôn chàng trai đã ra tay sát hại bạn gái bạn bè của cô gái cũng lên tiếng xác nhận vụ việc hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê ở tỉnh con tum để lo việc hậu sự Mới đây, Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố với các bị can Trần Khắc Kiên là chủ xe, đồng thời là người điều khiển xe lách xù màu trắng biển kiểm soát 30K 599XX và Trần Khắc Duyệt là cháu ruột Kiên, cùng chú tại tổ đa hội phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn về tội gây dối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 5 tháng 10, chị TTH sinh năm 1984, trú tại khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, đến công an phường trình báo sự việc anh trai chị là TXC sinh năm 1982 ở cùng khu phố bị một số người đánh gây thương tích. Quá trình điều tra xác định khoảng 8 giờ 10 phút ngày 2 tháng 10, anh TXC lái xe taxi hãng 123 biển kiểm soát 99A-188XX đi trên đường Lý Thường Kiệt hướng Đà Hội Dục Tú thì vượt xe ô tô Lexus màu trắng biển kiểm soát 30K-599XX. Xe này do Trần Khắc Kiên cầm lái đi phía trước cùng chiều gây tắt đường. Sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Khi đó anh TXC lùi xe đi phía sau, còn Kiên tiếp tục lái xe về phía trước, đi khoảng 160m đến trước cửa nhà, Kiên chặn xe của anh TXC. Cùng lúc này Trần khắc duyệt cháu ruột của Kiên ở gần đó đi ra, hai người này chửi bới túm cổ áo đánh anh TXC bị thương tích, phải nhập viện điều trị. Còn xe taxi của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu trong lúc tài xế taxi bị hành hung đã có rất nhiều người căn ngăn nhưng không thành người nhà nạn nhân cũng cho biết nam tài xế làm việc tại hãng taxi sao mai bắc ninh thời điểm xảy ra vụ việc nữ hành khách trên xe khi chứng kiến đã phải sợ hãi chạy ra ngoài vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì cách hành xử côn đồ của các đối tượng công an thành phố từ sơn cũng đã làm việc với bệnh viện và xác định nam tài xế bị thương phần mềm đã được các bác sĩ cho ra viện